Chào các bạn nha. Hôm nay em sẽ phá một cái cây nó đột biến, nó mọc ở trên một cái cây siêu to nổ ở dưới nghĩa địa. Em đang ở trên cây này. Đây, cây này rất to luôn các bạn. Cảnh rất to luôn, nó đột biến, nó mọc vào một cây đột biến. Mọc được các bạn. Đâu các bác, đột biến nó mọc trên một cây, đột biến cây nó mọc trên cây. Cái cây để cây giống cây gì đây, xùi luôn này, đột biến nó mọc ở đây. Đấy. Nó đột biến nó mọc ở từ đấy luôn. Nó mọc thì cây sẽ to. Nó mọc. Và thấy video của em hay, ủng hộ, like và đăng ký kênh cho em nhé. Rồi, em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại clip tiếp theo. Em xin chào tất cả các bác nha.